Lòng cô gái quả đào về thêm để phục vụ anh em. Và đây là hơn 20 chiếc lồng cô gái quả đào các mẫu. Và đây là một chiếc lồng cô gái quả đào nóc đan mây cửa rơi. Hai bên là đốt trúc size 32cm. Ở hai bên thì có hai cái lỗ đổ để đổ thức ăn qua cho chim mà không phải mở cửa lồng nữa. Với một chiếc lồng này thì có giá vô cùng rẻ thôi. Đó là một cái mặt hàng bán chạy nhất tại hệ thống siêu thị lồng chim.net của chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành ủng hộ siêu thị lồng chim.net của chúng tôi trong suốt 5 năm. Và chúng tôi đã kinh doanh cái mặt hàng lồng chim này 5 năm rồi. Bước sang năm thứ 6. Đó. Đây là một chiếc nan tre. Đấy, anh em có thể quan sát từng các cái chi tiết của cái nan và cái cách thức đan thiết kế của chiếc lồng này. Và cái chiếc lồng này chỉ có một nghệ nhân duy nhất làm thôi ạ. Không có người thứ hai có thể làm được những chiếc lồng như thế này. Đối với một những cái mẫu lồng cô gái hoặc mẫu lồng chim nói riêng thì hầu hết thì một vài mẫu thì chỉ có một hai người có thể hoàn thiện được thôi. Đó là lý do vì sao mà hàng nó lúc nào trong cái tình trạng khan hiếm. Nên anh em khi mà có hàng về thì anh em nào đặt hàng sớm thì mình sẽ sở hữu cho mình những cái chiếc mẫu lồng mình ưng ý, còn nếu mà không đặt sớm thì phải chờ đợi, nó sẽ khá là lâu bởi vì nó chỉ có một hai người có thể làm được thôi. Và riêng cái mẫu lồng cô gái này chỉ có một người duy nhất có thể làm được mẫu này, và một tháng thì làm được tối đa là được 50 cái lồng, 50 chiếc. Đấy là tối đa đấy ạ, đấy là vắt hết công sức thì có thể làm được tối đa như thế. Đó, thường thì sẽ khoảng 5 đến 10, phải 10 ngày thì mới có một lô hàng mới. Nên là anh em hãy đặt hàng nhanh để sở hữu cho mình những chiếc lồng khu gáy ưng ý nhất. Và tất cả các chiếc lồng của chúng tôi bây giờ đã được tháo gánh ra để nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển đi các tỉnh xa cho tất cả các anh em. Anh em yêu thích sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0984217365 hoặc 0964278585. Em có thể có truy cập vào website siêu thị lồng chim.net của chúng tôi để có thể xem thêm tất cả những mẫu lồng khác của siêu thị lồng chim.net. Vâng, anh em có thể liên hệ số Zalo, Viber hoặc là kết nối với chúng tôi qua fanpage siêu thị lồng chim.net. Cảm ơn anh em đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại.